Xin chào các em học sinh khối lớp 5 của trường tiểu học Minh Đạo. Hôm nay cô và các em cùng đến với tiết tập đọc. Trước khi vào bài mới, cô sẽ kiểm tra lại bài cũ của các em nhé. Hộp, thư, mật. Đọc đoạn 1, đoạn 2 của bài và trả lời câu hỏi. Qua những vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn gửi chú Hai Long điều gì? Sách giáo khoa, trang 62. Đáp án, người liên lạc muốn nhắn gửi tình yêu tổ quốc của mình và lời chào chiến thắng. 2. Đọc đoạn 3, đoạn 4 và trả lời câu hỏi. Hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc? Hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, vì cung cấp những thông tin mật từ phía kẻ địch giúp ta hiểu hết ý đồ của địch, kịp thời ngăn chặn đối phó. Ba, hãy nêu nội dung chính của bài. Nội dung chính của bài là ca ngợi chú Hai Long và những chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch đã dũng cảm mưu trí, giữ vững, đường dây liên lạc, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Tuần này chúng ta sẽ bước vào chủ điểm mới, chủ điểm nhớ nguồn, với các bài học sẽ cung cấp cho các em những truyền thống quý báu của dân tộc, của cách mạng và nhắc nhở chúng ta luôn ghi nhớ về cội nguồn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài tập đọc Phong cảnh đền Hùng. Bài văn sẽ đưa chúng ta lên thăm vùng đất tổ để tìm hiểu về vẻ đẹp của đền Hùng. Cô mời các em đọc bài. Các em cho cô biết bài tập đọc này được chia làm mấy đoạn. Bài tập đọc này được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến chính giữa. Đoạn 2, từ lăng của các vua hùng cho đến xanh mát. Đoạn 3 là đoạn còn lại. Ở lần đọc thứ nhất, các em cần chú ý cách phát âm và ngắt nghỉ. Trong đoạn 1, có từ dập dờn, các em chú ý âm giờ nhé. Ở đoạn 2, từ cuồn cuộn, ta cần lưu ý vần uôn đọc là cuồn cuộn. Và ở đoạn 2 này, ta cần chú ý ngắt nghỉ các câu sau cho phù hợp. Luyện đọc ngắt câu. Dãy tam đảo như bức tường xanh, sừng sững chắn ngang bên phải, đỡ lấy mây trời cuồn cuộn. Trước mặt là ngã ba hạt, nơi gặp gỡ giữa ba dòng sông lớn. Tháng năm mãi miết đắp bồi phù sa cho đồng bằng xanh mát. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu từ khó trong bài nhé. Đền Hùng. Cô mời các bạn quan sát. Đây là đền Hùng. Đền Hùng là đền thờ các vua hùng ở núi Nghĩa Lĩnh, thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Nam quốc Sơn Hà. Nam quốc Sơn Hà ý trong bài chỉ tổ quốc Việt Nam. Bức Hoành Phi. Bức Hoành Phi, tấm gỗ sơn son thép vàng, có khắc chữ Hán hoặc chữ Nôm cỡ lớn, thường treo ngang ở gian giữa nhà để thờ hoặc trang trí. Ngã ba hạt. Ngã ba hạt, nơi sông Lô chảy vào sông Hồng. Ngọc Phả. Ngọc Phả, sách ghi chép lai lịch, thân thế, sự nghiệp của những người được người đời kính trọng, tôn thờ. Đất Tổ.
Tổ, chỉ khu vực Đền Hùng hoặc chỉ chung tỉnh Phú Thọ, nơi các vua Hùng bắt đầu sự nghiệp dựng nước. Chi. Chi là một nhánh trong một dòng họ. Các em lắng nghe cô đọc. Phong cảnh Đền Hùng, đền thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghị Lĩnh. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xòe hoa. Trong đền, dòng chữ vàng Nam Quốc Sơn Hà uy nghiêm để ở bức hoành phi treo chính giữa. Lăng của các vua Hùng kề bên đền thượng, ẩn trong rừng cây xanh xanh. Đứng ở đây, nhìn ra xa, phong cảnh thật là đẹp. Bên phải là đỉnh Ba Vì Vội Vội, nơi Mỹ Nương, con gái vua Hùng Vương thứ 18, theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao. Dãy Tam Đảo như bức tường xanh sừng sững chắn ngang bên trái, đỡ lấy mây trời cuồn cuộn. Phía xa xa là núi Sóc Sơn, nơi in dấu chân ngựa sắt Phù Đổng, người có công giúp Hùng Vương đánh thắng giặc Ân xâm lược. Trước mặt là ngã Ba Hạt, nơi gặp gỡ giữa ba dòng sông lớn tháng năm mãi miết đắp bồi phù sa cho đồng bằng xanh mát. Trước đền thượng có một cột đá cao đến 5 gang, rộng khoảng 3 tấc. Theo Ngọc Phả, trước khi dời đô về Phong Khê, An Dương Vương đã dựng mốc đá đó, thề với các vua Hùng giữ vững Giang Sơn. Lần theo lối cũ đến lưng chừng núi có đền trung thờ 18 chi vua Hùng. Những cành hoa đại cổ thụ tỏa hương thơm, những gốc thông già hàng năm 6 thế kỷ che mát cho con cháu về thăm đất tổ. Đi dần xuống là đền Hạ, chùa Thiên Quang và cuối cùng là đền Giếng, nơi có giếng ngọc trong xanh. Ngày xưa công chúa Mỹ Nương thường xuống rửa mặt soi gương theo Đoàn Minh Tuấn. Để biết thêm về đền Hùng cùng vẻ đẹp cổ kính của đền Hùng, chúng ta hãy cùng đi vào phần tìm hiểu bài nhé. Bài văn viết về cảnh gì, ở đâu? Bài văn viết về phong cảnh đền Hùng, thiên nhiên vùng núi Nghĩa Lĩnh, Nguyễn Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nơi thờ các vua Hùng tổ tiên của dân tộc ta. 1. Hãy kể những điều em biết về các vị vua Hùng. Các vua Hùng là những người đầu tiên lập nước Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu, Phú Thọ, cách nay khoảng 4.000 năm. 2. Tìm những từ ngữ miêu tả cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đền Hùng. Đoạn 1. Những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn. Đoạn 2. Bên trái là đỉnh Ba Vì Vội Vội, dãy Tam Đảo như bức tường xanh sừng sững chắn bên phải. Xa xa là núi Sóc Sơn, trước mặt là ngã Ba Hạt, đồng bằng xanh mát. Đoạn 3. Cánh cây đại, cây thông già, giếng ngọc trong xanh. Qua việc tìm hiểu bài, ta thấy được tác giả đã ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng. Bài văn đã gợi cho em nhớ đến một số truyền thuyết lịch sử về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Em hãy kể tên các truyền thuyết đó. Núi Ba Vì, Sơn Tinh, Thủy Tinh, núi Sóc Sơn, Thánh Gióng, cột đá thề, truyền thuyết An Dương Vương, đền Hạ, sự tích trăm trứng, đền Trung, sự tích bánh chưng, bánh dày. Bây giờ cô mời các em cùng du lịch qua màn ảnh nhỏ đến thăm các địa danh của đền Hùng nhé.
đền thượng. Còn đây là đền trung. Đền trung là nơi thờ tổ Hùng Vương. Tương truyền, đây chính là nơi Lang Liêu đã thắng cuộc trong việc tìm lễ vật dâng cúng tổ tiên. Đền hạ, gợi nhớ đến truyền thuyết Sự Tích Trăm Trứng. Đây chính là nơi Lạc Lâm Quân đã đưa Âu Cơ từ Động Lăng Xương về. Chùa Thiên Quang. Đền giếng. Núi Ba Vì, cảnh núi non Ba Vì cao vồi vội, gợi nhớ truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh. Núi Sóc Sơn, nơi in dấu chân ngựa sắt Phù Đổng, vẫn còn vang tên tuổi cậu bé Thánh Gióng. Cột Đá Thề, gợi nhớ đến truyền thuyết An Dương Vương, một truyền thuyết về sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Lễ hội Đền Hùng. Hàng năm ở Đền Hùng thường tổ chức lễ hội còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Vậy em hiểu câu cây dao sau như thế nào? Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3. Câu ca dao ngợi ca truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam, thủy chung luôn nhớ về cội nguồn dân tộc. Câu ca dao còn khuyên răn, nhắc nhở mọi người dân Việt dù đi bất cứ nơi đâu cũng luôn nhớ ngày Giỗ Tổ. Qua đó ta thấy được niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người Việt Nam đối với tổ tiên. Qua việc tìm hiểu bài, em hãy nêu nội dung của toàn bài. Nội dung của bài: bài văn ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên. Bây giờ cô và các em cùng bước sang phần luyện đọc diễn cảm. Khi đọc diễn cảm, các em cần lưu ý nhấn mạnh những từ ngữ miêu tả vẻ đẹp uy nghiêm của đền Hùng và ngắt nghĩ cho phù hợp nhé. Các em lắng nghe cô đọc. Lăng của các vua Hùng kề bên đền thượng, ẩn trong rừng cây xanh xanh. Đứng ở đây, nhìn ra xa, phong cảnh thật là đẹp. Bên phải là đỉnh Ba Vì vồi vội, nơi Mị Nương, con gái vua Hùng Vương thứ 18, theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao. Dãy Tam Đảo như bức tường xanh sừng sững chắn ngang bên trái, đỡ lấy mây trời cuồn cuộn. Phía xa xa là núi Sóc Sơn, nơi in dấu chân ngựa sắt Phù Đổng, người có công giúp Hùng Vương đánh thắng giặc Ân xâm lược. Trước mặt là ngã Ba Hạt, nơi gặp gỡ giữa ba dòng sông lớn, tháng năm mãi miết đắp bồi phù sa cho đồng bằng xanh mát. Như vậy các em thấy đó, vua Hùng có công giữ nước. Vậy còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường thì các em cần phải làm gì để giữ lấy nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn? Là học sinh, trước tiên các em phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Sau này ta sẽ giúp ích cho đất nước. Tiết học đã kết thúc, cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi.